Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đến với chương trình đọc sách của Hoa Vô Ưu TV mỗi buổi tối vào lúc 8 giờ. Trong thời gian mà quý vị nghỉ, không có đi làm, không có đi công việc trong những cái ngày mà chúng ta nghỉ dịch bệnh, chúng tôi lại tiếp tục đọc cho quý vị nghe cuốn sách Thắng Mang Giảng Luận của Hòa Thượng Tuệ Sĩ. Hôm nay sẽ đọc tiếp chương thứ hai. Và chúng ta cứ đọc cho đến 1 tiếng đồng hồ, xem được mấy chương đó thì sẽ tùy theo cái thời lượng. Chúng ta bắt đầu đọc chương thứ hai. Chương thứ hai, Bồ Đề Tâm và Quy Y. Tiết thứ nhất, rung động đầu đời. Thế gian ly sinh diệt, do như hư không hoa. Trí bất đắc hữu vô, nhi hưng đại bi tâm. Bằng trí tuệ và tình yêu, thế giới này được nhận thức như là hoa đốm giữa hư không, vượt ngoài tính chất sinh khởi và hủy hoại, vượt ngoài cái quan niệm hiện hữu và không hiện hữu. Đấy là chủ đề cơ bản của Lăng Già và cũng là cơ sở triết lý hành động của Đại Thừa. Trí tuệ và tình yêu, đấy cũng là cái sợi chỉ xuyên suốt toàn bộ tư tưởng Thắng Mang. Điểm đặc sắc của Thắng Mang so với đại bộ phận kinh điển của Đại Thừa là triển khai yếu tố tình yêu. Trong tất cả 15 chương của kinh, mối quan hệ giữa tình yêu và trí tuệ được phối trí như sau. 4 chương đầu gồm chương thứ nhất, Như Lai chân thật nghĩa công đức. Chương 2, 10 đại thọ. Chương 3, 3 đại nguyện. Và chương 4, nhiếp thọ chánh pháp. Trong đó, tình yêu được phát triển qua 4 giai đoạn trong quá trình của Bồ Tát Đạo. Đó là quy, giới, nguyện và hành. Chương 5 là nhất thừa, đối tượng hay mục tiêu hướng đến của tình yêu. Nó là cao điểm của tình yêu. Trong đó, cả tình yêu và trí tuệ hợp thành một tổng thể duy nhất. Là nhất thừa, một con đường duy nhất để đi đến hạnh phúc tuyệt đối cho mình và cho tất cả. 8 chương tiếp theo gồm có chương thứ 6 là Vô Biên Thánh Đế, chương thứ 7 Như Lai Tạng, chương thứ 8 Pháp Thân, chương thứ 9 Không Nghĩa Ẩn Phú Chân Thật, chương thứ 10 là Nhất Đế, chương thứ 11 là Nhất Y, chương thứ 12 Điên Đảo Chân Thật, chương thứ 12 tự tánh thanh tịnh. Chương thứ 13 là tự tánh thanh tịnh. Triển khai nội dung của tình yêu, nội dung đó chính là trí tuệ, là khả năng nhận thức thấu suốt cái bản chất của đời sống và hành động lực của nó. Cái nhìn về cuộc đời chỉ là một cái tư thái hay cung cách biểu lộ của tình yêu. Xuất phát từ những khát vọng sâu kín nhất của con người, chân lý chỉ có thể đạt được bằng tình yêu có nội dung trí tuệ, chứ không phải là thuần bằng trí tuệ. 2 chương còn lại, 14, Như Lai Chân Tử và 15 là Thắng Mang, nêu rõ con đường đi vào đại dương của trí tuệ hay đại dương của tự tâm. Con đường đó là đức tin, là sự tin tưởng hay tin cậy, đặt tất cả sinh mạng của mình vào một nơi nương tựa duy nhất, vào một hòn đảo an toàn. Như vậy, kinh chấm dứt bằng thực tiễn hành động của Bồ Tát Thừa với quá trình quy giới nguyện hành. Ở đây, trong chương thứ nhất này, bằng vào sự tin tưởng ấy, Thắng Mang phu nhân tự mình nói lên phẩm tính siêu việt của Như Lai. Bối cảnh cho niềm tin của Thắng Mang phu nhân, sự chớm nở theo phần giới thiệu của kinh là sự khuyến khích của vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lị. Như một người đang chơi vơi giữa biển đời mênh mông, chợt nhìn thấy dấu hiệu của hòn đảo ẩn trú an toàn, Thắng Mang phu nhân vô cùng phấn khởi. Niềm phấn khởi ấy được bày tỏ ngay trong bài kệ thứ nhất của chương này. Vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lị là hai đấng tôn thân, là hình ảnh kính yêu nhất của Thắng Mang phu nhân trong giới hạn tình cảm của thế tục.
Sự giới thiệu của hai vị ấy là sự kích động đầu tiên của tình yêu trong phạm vi thế tục. Với tình yêu ấy, bà đã được hướng dẫn đến một tình yêu bao la hơn, cao thượng và tuyệt đối. Chính điểm này cho chúng ta thấy rõ ràng khởi điểm Bồ Tát Đạo của Thắng Mang là hoàn toàn xuất phát từ tình cảm thân thiết nhất và mặc dù là hệ lụy nhất. Tình yêu là cơn bão dữ nhận chìm con người xuống biển sâu của nước mắt. Đồng thời, tình yêu cũng là hương vị ngọt ngào nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát. Trong ý nghĩa đó, tình yêu được đồng nhất với Như Lai Tạng, cái bào thai cưu mang để sinh trưởng những phẩm tính siêu việt của Như Lai, của những đấng giác ngộ và cứu thế. Nó bao gồm cả hai mặt, ô nhiễm và thanh tịnh. Cái nhìn của con mắt thịt không bao giờ có thể vượt ra ngoài giới hạn của không gian. Nhưng cái nhìn của con mắt tình yêu á, thì không hề biết đến những giới hạn như thế. Tình yêu có khả năng thực hiện những phép lạ, những thần thông biến hóa vượt ngoài ước lượng và hiểu biết của một tâm hồn khô héo. Làm sao người ta có thể hiểu được những lời ru ngọt ngào của suối rừng, của gió núi khi mà tâm tư không gợn cái chút xao xuyến của tình yêu? Trong bài kệ thứ hai tiếp theo, Đức Phật xuất hiện giữa hư không, toàn thân với ánh sáng rạng ngời, đầy. Đây quả thực là phép lạ của tình yêu. Từ tỉnh xá kỳ viên, Phật không đến mà, và từ nội cung Thắng Mang phu nhân không đi. Nhưng sự giao cảm đã đưa đến một cuộc tương phùng hy hữu. Sung sướng trước sự xuất hiện của Đức Phật, Thắng Mang phu nhân đọc lên một loạt 6 bài kệ ca ngợi những phẩm tính siêu việt của Như Lai. Trong loạt 6 bài kệ này, 2 bài kệ đầu ca ngợi cái phẩm tính siêu việt của Pháp thân Như Lai. Pháp thân ấy không đến không đi, không sinh không diệt, thường trụ vĩnh cửu. Tình yêu cũng thường trụ như vậy, vĩnh cửu như vậy. Do tình yêu mà người ta nghe ra những khúc điệu, những bài ca vô tận của đời sống. Cũng vậy, từ sự chớm nở của tình yêu bao la, Thắng Mang phu nhân nhận thức được pháp thân thường trụ của Như Lai, đó là hòn đảo an toàn, là nơi nương tựa, và cũng từ đó là điểm xuất phát của chí nguyện Đại Thừa. Bài kệ tiếp theo ca ngợi bản thân giải thoát của Như Lai, bản thân ngời sáng do đã dứt trừ tất cả ô nhiễm. Bài kệ tiếp theo nữa ca ngợi bản thân trí tuệ của Như Lai, bản thân được thành tựu do đã thấu suốt tất cả mọi đối tượng, đã vào sâu trong chân lý của vạn hữu trong biển pháp tính. Pháp thân giải thoát thân và trí huệ thân, những phẩm tính siêu việt này làm cơ sở cho niềm tin, là mục tiêu của hành động, là cứu cánh của giải thoát, khởi điểm đầu của Bồ Tát Đạo là từ ở chỗ đó. Và điểm cuối cùng của Bồ Tát hướng đến cũng là ở chỗ đó. Quá trình thực hành Bồ Tát Đạo bắt đầu bằng sự quy y là như vậy. Tiết thứ hai, phát Bồ Đề Tâm. Quy y như vậy là sự gieo xuống hạt giống Bồ Đề. Hạt giống Bồ Đề không được gieo vào một cánh đồng trừu tượng nào xa xôi, cũng không chờ đợi để được gieo vào một vùng đất hứa thần thoại nào khác, mà nó được gieo xuống ngay trên sa mạc sinh tử này, khô cằn với những khổ đau triền miên của chúng sinh này. Rồi hạt giống ấy cần phải được tưới bằng nước ngọt của từ bi để lớn mạnh, để đến thời trổ hoa giác ngộ. Do đó, quá trình quy giới nguyện và hành của Bồ Tát Đạo là những giai đoạn gieo giống và vun tưới hạt giống Bồ Đề. Nói cách khác, phát Bồ Đề Tâm và thành tựu Bồ Đề Quả là trọn vẹn tất cả sự nghiệp của Bồ Tát. Bồ Đề Tâm là gì? Bồ Đề Tâm đó là chí nguyện nóng bỏng của một chúng sinh tự thấy mình đang sống trong cảnh tối tăm giữa đọa đày khổ nhục.
mong tìm một con đường sáng, không những để giải thoát bản thân khỏi những đe dọa áp bức, mà còn là giải thoát cho tất cả những người cùng cảnh ngộ. Bồ đề tâm, đó là ý chí kiên cường bất khuất của một người bị cột trói trên ngọn lửa rực cháy, bị chà đạp dưới những sức tàn khốc của tham vọng điên cuồng của chính ta và của một tập thể ma quái chung quanh ta. Vui cười gì, thích thú gì giữa ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, bị bao phủ trong bóng tối, sao không đi tìm ngọn đuốc? Không có một tâm nguyện đó, không có ý chí đó, Bồ Tát Đạo chỉ là một con đường xa xôi không tưởng, thần thoại hoang đường, và Phật thừa không hơn một tiếng nói suông của một người mê sảng trong giấc ngủ ngày. Nhưng tâm nguyện Bồ Đề chỉ có thể được phát khởi khi gốc rễ của tín tâm đã được gieo trồng một cách cẩn thận. Đại Trí Độ nói, Phật Pháp như biển cả, có thể vào bằng tín, có thể vượt qua bằng trí. Trên kia, trong những lời tán thán công đức chân thật tuyệt đối của Như Lai, là bày tỏ niềm tin sâu sắc không những đối với Phật, hiện thân của nhân cách toàn thiện, mà còn tin tưởng ở khả năng thành tựu nhân cách ấy của chính mình. Cho nên mong rằng Như Lai thương xót che chở cho con. Chính là lời tuyên thệ gửi trọn đời mình nương tựa nơi Đức Như Lai. Và cũng chính là nương tựa trên pháp thân thường trụ sẵn có nơi mình, chứ không nương tựa một ai khác. Bài kệ thứ 11 tiếp theo đó là lời của Phật ấn chứng. Tất cả sự tin tưởng và hiểu của Thắng Mang Phu Nhân cùng xác nhận rằng Như Lai không chỉ là nơi nương tựa ở đời này, mà cả những đời trước và đời sau cũng vậy. Vì Như Lai là đối tượng của tâm nguyện Bồ Đề, được phát khởi và được hướng đến. Bài kệ cuối cùng trong đoạn này tổng kết tâm nguyện và ý chí của Thắng Mang Phu Nhân đối với Bồ Tát Đạo. Những gì đã thành tựu và sẽ thành tựu trong tương lai, tất cả chỉ thành tựu cho một mục đích duy nhất, đó là con đường thành tựu Phật thừa. Cái kỳ diệu của Bồ Tát Đạo là khi vừa mới phát khởi tâm nguyện Bồ Đề, ngay trong lúc ấy đã quyết định thành tựu chánh giác. Chư Phật đã nói kinh Pháp Hoa mà chúng ta đã dẫn ở trong chương giới thiệu tổng quát. Chư Pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, Phật tử hành đạo dĩ, lai thế đắc tác Phật. Do ý nghĩa đó ở đây, sau khi Thắng Mang Phu Nhân tán thán Như Lai và tuyên thệ quy y tức phát Bồ Đề Tâm, tức thì Phật thọ ký cho Phu Nhân ngay. Thọ ký là sự xác nhận của Phật và tương lai thành Phật của một đệ tử. Tổng kết mà nói, trọng tâm của chương này là sự phát Bồ Đề Tâm của Thắng Mang Phu Nhân. Phát Bồ Đề Tâm là nhân, và thọ ký thành Phật là quả. Nhân quả là mối quan hệ đồng thời, đồng nhất tính với ở trong Bồ Tát Đạo. Ở đây chúng ta có thể dẫn thêm Kinh Hoa Nghiêm để nhấn mạnh tầm mức quan trọng của sự phát Bồ Đề Tâm trên nền tảng của chánh tín. Và do đó sẽ thấy cái lối trình bày đơn giản nhưng mang ý nghĩa sâu xa của chương này. Bồ Tát Văn Thù huấn thị thiện tài đồng tử, lành thay, thiện nam tử nếu lìa bỏ tín căn, tâm tư mệt mỏi thấp kém, không tinh cần học hỏi, ý chí thoái hóa, thỏa mãn với một ít công đức, thành tựu chỉ một chút thiện căn, không có thiện xảo thực hành các hạnh và nguyện, không được thiện tri thức nâng đỡ, không được chư Phật hộ niệm, thì không thể biết được pháp này, không thể biết, không thể thâm nhập, không thể triệt để, không thể tin hiểu, không thể tư duy, không thể thông suốt, không thể sở đắc lý thú như vậy, sở hành như vậy, an trú như vậy. Thưa quý vị, chúng ta vừa mới đọc xong chương thứ 2 và bây giờ là chương thứ 3.
Chương 3 Bồ Tát giới. Tiết thứ nhất, Bồ Tát tâm địa giới. 1. Căn bản Bồ Tát giới. Chương này Hán văn gọi là nhập đại thọ, thập đại thọ hay bất tư nghị đại thọ. Ý nghĩa của nó sẽ được nói sau. Ở đây chúng ta hãy nói trước về căn bản của Bồ Tát giới. Lục An Lạc. Trước khi thuyết minh ý nghĩa và phương pháp thọ Bồ Tát giới, nói hết thảy chúng sanh khi mới bắt đầu vào biển Tam Bảo lấy tính làm gốc, khi sống trong ngôi nhà của Phật thì lấy giới làm gốc. Trong giáo pháp của Phật Thích Ca, mặc dù không có Bồ Tát tăng riêng biệt, nhưng vẫn có hai hệ thống học giới, đó là Thanh Văn giới gồm luật nghi của bảy bộ chúng và Bồ Tát giới. Trong bảy chúng, năm chúng thuộc hàng xuất gia, hai chúng thuộc tại gia. Chức năng của giới là phòng hộ căn môn, tức ngăn ngừa những pháp bất thiện khởi lên, làm phương hại đến các phẩm tính thiện căn. Chức năng ấy được thí dụ như là sợi dây kết nối những cây đóa hoa không để bị gió cuốn bay đi mất. Những hiểu biết về Phật Pháp, những gốc rễ thiện Pháp, tất cả đều là những đóa hoa cần được sâu lại. Đối tượng phải phòng hộ tất nhiên là ý môn hay tâm. Nhưng hoạt động của tâm luôn luôn nương tựa trên các hành vi của thân và miệng. Do đó Thanh Văn giới dựa trên những cấm chỉ hành động về thân và miệng. Và cũng do ý nghĩa đó, sự tồn tại của giới chỉ giới hạn trong sự tồn tại của thân và miệng. Thí dụ, khi cận sự nam hay cận sự nữ quy y và thọ năm giới cấm, hiệu lực phòng hộ của năm giới ấy sẽ tồn tại cho đến hết đời, hoặc đến khi nào đương sự tuyên bố là không còn tin tưởng Tam Bảo và không thọ trì các cấm giới ấy nữa. Hoặc như giới bát quan trai chỉ có hiệu lực trong khoảng một ngày một đêm. Qua thời gian ấy, dù có tuyên bố hay không, giới vẫn hết hiệu lực. Bồ Tát giới thì trái lại, có phát nguyện thọ trì, cũng có vấn đề vi phạm, nhưng không hề có vấn đề mất giới, bởi vì giới cấm của Bồ Tát đặt căn cứ trên Bồ Đề Tâm, lấy Phật làm mục tiêu hướng đến. Lục Anh Lạc nói, hết thảy giới, phàm thánh Bồ Tát đều lấy tâm làm thể. Nếu tâm cùng tận thì giới cũng cùng tận. Nhưng vì tâm không cùng tận nên giới cũng không cùng tận. Do đó giới cấm của Bồ Tát cũng được nói là tâm địa giới. 2. Ba tụ tịnh giới. Lại nữa, khác với Thanh Văn giới, lấy sự thành tựu đạo đức cá nhân làm tiêu chuẩn. Bồ Tát giới lấy sự thành tựu của chúng sanh làm tiêu chuẩn. Cho nên chức năng của giới không chỉ là phòng hộ các căn môn. Giới ấy có ba chức năng như là Lục Anh Lạc nói. Nay vì hết thảy các Bồ Tát mà kết căn bản của hết thảy giới, tức là thọ, tức là ba thọ môn, là giới nhiếp thiện pháp gồm 84.000 pháp môn, là giới nhiếp chúng sanh từ bi, hỷ và xả, đem lại sự an lạc cho hết thảy chúng sanh, là giới nhiếp luật môn nghi gồm 13 la di. Ba thọ môn hay ba tịnh giới như được liệt kê trên được nhắc đến với một thứ tự khác, theo Du Già Sư Địa Luận như sau. Thứ nhất, nhiếp luật nghi giới. Như chúng ta đã biết, trong giáo pháp của Phật Thích Ca, không có Bồ Tát tăng riêng biệt. Do đó, trong sinh hoạt thường nhật, Bồ Tát vẫn phải thọ trì cấm giới theo luật nghi của bảy bộ chúng. Nếu là Bồ Tát tại gia, giới căn bản vẫn phải là cận sự luật nghi hay cận trụ luật nghi, tức năm giới và tám giới.
Bởi vì các luật nghi này, ngoài chức năng phòng hộ căn môn ra, chúng còn là những điều kiện tạo thành một nhân cách đạo đức gương mẫu, nhờ vậy mà có thể gây uy tín tâm cho những người chưa hiểu biết Phật Pháp. Vả lại, Bồ Tát cũng cần có sự phòng hộ để có thể phát triển các môn thiền định, khai triển các phần tuệ học. Thứ hai, nhiếp thiện pháp giới. Đây là phần hướng thiện trong học giới của Bồ Tát. Luận Du Già nói, Bồ Tát sau khi thọ luật nghi giới, tất cả vì Đại Bồ Đề, do thân, miệng và ý mà tích tập các thiện căn, gọi tổng quát là giới nhiếp thiện pháp. Tức là Bồ Tát thực thiện và tích tụ các thiện pháp để hướng tới mục đích cứu cánh là Phật thừa. Thứ ba, nhiêu ích hữu tình giới. Ở đây Bồ Tát hành động vì mưu cầu hạnh phúc cho chúng sanh, cho nên luôn luôn tu tập phát triển các vô lượng tâm từ bi hỷ xả như luật An Lạc đã nói. Tiết thứ hai, bất tư nghì đại thọ. Thứ nhất, 10 đại thọ. Các bản sớ giải đều hiểu thọ có nghĩa là lãnh thọ. Ở đây chúng ta cũng có thể hiểu thọ ấy đồng nghĩa với nhiếp trong ba nhiếp pháp trên. Bởi vì học giới Bồ Tát mà Thắng Mang Phu Nhân tuyên thệ lãnh thọ này bao gồm nhiếp vô số điều học của Bồ Tát, cho nên được gọi là đại thọ. Nói là bất tư nghì, vì học giới ấy lấy tâm làm thể, cho nên không chỉ có hiệu lực trong một đời này mà còn đến vô lượng đời khác nữa. Vì là Bồ Tát giới, tất nhiên 10 đại thọ này là những điều khoản cụ thể được quản diễn từ ba tụ tịnh giới. Về sự phân tích 10 đại thọ trên cơ sở ba tụ tịnh giới, các bản sớ giải trình bày với một số dị biệt như sau. Thứ nhất, nghĩa ký của Tuệ Viễn. 10 đại thọ được phân thành hai nhóm lớn. Nhóm thứ nhất gồm 9 đại thọ đầu, được gọi là thế giáo giới, tức giới pháp để giáo dục thế gian. Là một đại thọ cuối cùng được gọi là chánh pháp giới. Rồi trong 9 cái đại thọ đầu lại được bao gồm 3 tụ tịnh giới, nhiếp luật nghi giới. Một đại thọ thứ nhất không khởi tâm vi phạm các học giới đã thọ, nhiếp thiện pháp giới. 4 đại thọ tiếp theo trừ kiêu mạn, trừ sân, trừ đố kỵ và trừ bỏng sản. 4 điều này trong địa trì kinh, tức phẩm giới trong phần Bồ Tát địa trì của Du Già Sư Địa Luận, được gọi là bốn tha thắng xứ hay bốn ba la di của Bồ Tát. Nhiếp chúng sanh giới, hai thọ tiếp theo thứ sáu và thứ bảy là hạnh tiếp thủ, tức là những cái hành vi đem lại sự lợi ích cho chúng sanh, không bao giờ rời bỏ chúng sanh. Hai đại thọ tiếp theo nữa, thứ 8 và thứ 9 là hạnh cứu bạt, tức là những hành động quyết tâm đưa chúng sanh ra khỏi tội ác. Phần chánh pháp giới, một đại thọ cuối là ý chí học hỏi và bảo vệ chánh pháp, lần lượt trải qua các giai đoạn tu chứng trong quá trình Bồ Tát đạo cho đến quả vị Phật. Thứ hai, bảo khốt của các tạng. Trước hết đưa ra năm giải thích của các giảng sư đi trước và chấp nhận giải thích thứ năm. Theo đó, năm đại thọ đầu là nhiếp luật nghi, bốn đại thọ kế là nhiếp chúng sanh và một đại thọ cuối là nhiếp thiện pháp. Quan điểm cũng đồng với thuật ký của Khuy Cơ và nghĩa sớ của Thánh Đức. Hai La Mã tha thắng xứ. Ngoại trừ đại thọ thứ nhất, luật nghi tổng quát không có gì cần nói nhiều vì cũng như giải thích của Tuệ Viễn trên. Bốn đại thọ tiếp theo cũng được giải thích như Tuệ Viễn nhưng bảo khốt sở lược hơn. Thuật ký cũng giải thích theo luận Du Già như Tuệ Viễn nhưng chi tiết hơn một chút.
Luận Du Già gọi bốn điều này là bốn tha thắng xứ. Thế nào là tha thắng xứ? Thuật ký giải thích. Ác pháp tổn hại mình gọi là tha thắng xứ. Thiện pháp lợi ích mình được gọi là kỷ thắng xứ. Về bốn tha thắng xứ, Luận Du Già nói nếu các Bồ Tát do dục, tham cầu, sự lợi dưỡng và cung kính mà khen mình chê người, đó là pháp tha thắng xứ thứ nhất. Nếu Bồ Tát hiện có tư tài nhưng do tánh bỏng sẻn tài sản, khi những kẻ bằng cùng khốn khổ không nơi nương tựa đến trước mặt cầu xin tư tài mà tâm không thương tưởng, không tu tập huệ thí, hoặc có người đến mức đến trước mặt cầu pháp nhưng vì tánh bỏng sẻn đối với pháp cho nên dù có pháp mà cũng không có ban bố cho, đây là tha thắng xứ thứ hai. Nếu Bồ Tát mãi mãi ôm ấp các oán hận, do nguyên nhân ấy chẳng những phát ra lời thô bạo mà thôi, mà còn do oán hận che lấp cho nên dùng tay chân đất đá dao gậy đánh đập thương tích cho hữu tình. Bên trong ôm giữ vui thích phẫn hận, nếu có làm sai mà người khác đến can ngăn, hoặc can ngăn chẳng chịu chẳng nhận, không có bỏ cái oán kết, đây là tha thắng xứ thứ ba. Nếu các Bồ Tát bán bổ Bồ Tát tạng, ưa thích tuyên thuyết khai thị thiết lập tương tự pháp, đối với pháp tương tự ấy tự mình tin và hiểu, hoặc lôi cuốn bởi người khác, đây là tha thắng xứ thứ tư. Trong bốn tha thắng xứ vừa kể, thuật ký kết hợp tha thắng xứ thứ tư, điều khoản về khởi đại tà kiến, với đại thọ thứ hai, tha thắng xứ thứ ba, với đại thọ thứ ba, tha thắng xứ thứ nhất, thuật ký liệt kê là thứ hai, với đại thọ thứ tư và tha thắng xứ thứ hai, thuật ký liệt kê là thứ nhất, với đại thọ thứ năm. Trong bốn tha thắng xứ ấy, Luận Du Già nói chỉ cần phạm phải một điều khoản cũng đủ mất tư cách là Bồ Tát chân thật. Vì không thể giữ gìn tư lương Bồ Đề rộng lớn của Bồ Tát, nếu Bồ Tát nhiều lần hiện thành bốn tha thắng xứ mà không hề tỏ ra hổ thẹn, trái lại lại ưa thích và tưởng như vậy là công đức, đó là trường hợp thượng phẩm hạnh, tức là cực trọng. Với trường hợp này, Bồ Tát được coi như tự động xả giới. Theo đại bộ phận của Bồ Tát giới, tha thắng xứ hay ba la di của Bồ Tát cũng đồng với các ba la di của thanh văn giới. Người vi phạm sẽ bị diệt tận, tức là đuổi ra khỏi tăng chúng. Nhưng điểm dị biệt giữa Bồ Tát giới và thanh văn giới ở chỗ, Bồ Tát mặc dù vi phạm các tha thắng xứ hay ba la di, nhưng không vì vậy mà mất hẳn Bồ Tát giới. Nếu Bồ Tát tâm được xác nhận là chưa mất, do đó có thể thọ lại. Trong trường hợp 10 đại thọ của Thắng Mang, mặc dù xét theo nội dung, thì có những điều khoản hệ trọng tương đương các tha thắng xứ, nhưng về mặt xử lý các trường hợp vi phạm thì không có phân biệt, nghĩa là hoàn toàn không hề có vấn đề mất giới trong các trường hợp vi phạm. Tiết 3. Giải thích chi tiết. Dưới đây tổng hợp các bản sớ giải, chúng ta giải thích chi tiết riêng từng điều khoản một. Mỗi đại thọ đều bắt đầu từng câu: Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến lúc thành tựu đạo Bồ Đề. Như đã nói ở trên, vì giới của Bồ Tát là tâm địa giới, nên sau khi tuyên thệ lãnh thọ thì hiệu lực của nó giới hạn không chỉ một đời mà liên tục cho đến khi nào thành Phật. Thứ nhất, giữ giới đã thọ.
Đối với hiện tại, trong lúc Thắng Mang phu nhân còn là một vương phi, thì giới đã thọ ở đây cố nhiên là năm giới tại gia của một cận sự nữ. Đối với các đời tương lai, tùy trường hợp, giới đã thọ ấy là một trong tám luật nghi của thanh văn giới. Tuy nhiên, thanh văn giới lấy các hành động của thân và ngữ làm tiêu chuẩn cho các trường hợp vi phạm. Ở đây, trong tâm địa giới của Bồ Tát, móng khởi tâm niệm muốn vi phạm cũng được coi là trường hợp đã vi phạm. Thứ hai, giới không kiêu mạn, kính thuận các bậc tôn trưởng là phần đạo đức căn bản của người nữ. Huống chi Thắng Mang phu nhân đang ở địa vị cao cả, cảnh giác tâm kiêu mạn lại càng cần thiết. Tất nhiên nhược điểm của tâm tính người nữ, không cứ gì ở địa vị Thắng Mang mà ở bất cứ địa vị nào, kiêu mạn là cái tính chất dễ phát động. Do kiêu mạn thành khinh thường và sẽ đi đến chỗ tiết mạng, mất phẩm cách và trật tự nhân luân. Thuật ký hiểu mạng ở đây như là tăng thượng mạng, tức là cố chấp những cái sở đắc thấp kém, không chịu học hỏi những điều sâu xa trong giáo pháp Đại Thừa. Thứ ba, giới không sân nhuế. Đối với tôn trưởng thì không kiêu mạn, đối với những người thấp hơn thì không có giận dữ, không ôm lòng thù nghịch, không có cái ý gây thiệt hại cho người, nghĩa là không có lăng loàn đối với kẻ trên và không có lấn lướt đối với người dưới. Thứ tư, giới không tật đố. Không tật đố đối với người có sắc đẹp hơn mình, không có ganh tức với người có nhiều tài sản hơn mình. Bởi vì đố kỵ cũng là một nhược điểm khác của tâm tánh người nữ. Ở đây với thuật ký là trường hợp tự tán hủy tha, tức là khen mình chê người. Trong bốn tha thắng xứ, tức bốn trọng cấm theo hệ Bồ Tát giới của luận Du Già. Thứ năm, giới không bỏng sản. Không bỏng sản đối với các pháp nội và ngoại. Các pháp nội và ngoại chỉ cho bản thân và tài vật. Bồ Tát tu tập vô lượng tâm về xã, vì lợi ích của chánh pháp, của mọi người, không hề tiếc nuối thân mạng và tài sản. Thứ sáu, giới không tích tụ tư hữu, không có xúc liễm tài vật vì ích lợi của bản thân, không sinh hoạt thế tục. Bồ Tát có bổn phận tích tụ tài sản để làm giàu, nhưng những gì Bồ Tát làm ra đều phải hướng đến mục đích chẩn tế mọi người. Do đó học giới của Bồ Tát không cấm chỉ việc tạo dựng tài vật. Thứ bảy, thực hành bốn nhiếp sự, không vì tư lợi. Bốn nhiếp sự là bốn nguyên tắc duy trì sự đoàn kết của đời sống tập thể. Nhỏ thì giới hạn trong phạm vi gia đình thân tộc, lớn thì cho đến tất cả chúng sanh. Bằng bố thí sẵn sàng cung cấp tất cả những gì mà mình có cho những ai thiếu thốn, bằng ái ngữ nói năng nhã nhặn từ ái, gây tin tưởng và hòa thuận giữa mọi người, bằng lợi hành thiết thực giúp đỡ mọi người tránh khỏi những thiệt hại về vật chất và tinh thần, hướng dẫn những kẻ sống bằng ác pháp đến với thiện pháp, từ tà kiến đến với chánh kiến, bằng đồng sự hỗ trợ những ai muốn thành tựu mục đích cao thượng mà thiếu phương tiện vật chất hay năng lực ý chí tinh thần, bằng bốn nhiếp sự bao dung bình đẳng giữa những kẻ thù nghịch trong cũng như những người thân thuộc. Thứ tám, giới phải san bằng nỗi khổ. Bồ Tát không từ khó nhọc, không sợ nguy hiểm, không tránh xa những nơi mà chúng sanh bị đọa đày, bị áp bức bần cùng, khốn nạn, yếu đuối, không nơi nương tựa, cậy nhờ. Thứ chín,
giới phải diệt trừ tội ác. Bồ Tát biết rõ rằng tội ác là nguyên nhân đưa đến nỗi khổ của thế gian, cho nên cương quyết diệt trừ. Bồ Tát không để cho các luật nghi hiện hành trong phạm vi và mà uy tín quyền lực của mình có thể chi phối. Ác luật nghi là những hành động tội ác, gieo cái khốn khổ cho kẻ khác. Với những hành động ấy có thể chiết phục bằng sự khuyến giáo, nhưng trong trường hợp cần thiết phải chiết phục bằng cưỡng bức. Bồ Tát không từ chối việc sử dụng quyền lực thế gian. Thắng Mang phu nhân nói, khi nào có đủ năng lực gặp những chúng sanh như vậy, ở nơi này hay nơi kia, đối với hạng cần phải chiết phục, con sẽ chiết phục. Đối với hạng cần phải nhiếp thọ, con sẽ nhiếp thọ. Năng lực được nói đến, đó là uy tín đạo đức của mình hay sức mạnh thế tục mà mình có thể chi phối, như uy quyền của vương vị chẳng hạn. Với những chúng sanh ngoan cố cần phải cưỡng bức, không để chúng thực hiện các ác luật nghi. Với hạng dễ bảo thì cần phải nhiếp thọ, tức bảo vệ chúng tránh xa những ác luật nghi. Thứ 10. Giới nhiếp thọ chánh pháp. Bồ Tát không bao giờ lãng quên việc hộ trì và bảo vệ chánh pháp. Hộ trì hay bảo vệ bằng thực học và thực chứng. Bảo khốt nêu lên hai cái giải thích về ý nghĩa này. Có người nói chánh pháp tức lục độ vạn hạnh, nhiếp tức nhiếp lục độ. Lại có người nói lý thật tướng của các pháp gọi là chánh pháp, chứng pháp tại tâm gọi là nhiếp thọ và bảo khốt. Tổng hợp cả hai cái giải thích ấy dưới hai phương diện lý và hành, tức học hỏi và thực hành. Thuật ký giải thích, nhiếp có nghĩa là bao hàm tu tập thiện pháp của pháp giới, tức là lãnh nạp, tu niệm các thiện pháp. Ý nghĩa của nhiếp thọ chánh pháp sẽ được quảng diễn trở lại ở chương sau này. Tiết thứ tư, cách thức thọ giới. Một, ý nghĩa nghi thức thọ giới. Giới pháp của Bồ Tát không đồng với thanh văn, cho nên hình thức trao truyền và lãnh thọ tất nhiên cũng khác. Thắng Mang không nói đến cách thức thọ giới. Ở đây đơn giản chỉ có việc Thắng Mang phu nhân đứng trước Phật mà tuyên thệ. Trong tất cả các nghi thức tuyên thệ, kể cả thanh văn giới và Bồ Tát giới, đối diện trước Phật mà tuyên thệ là hình thức cao nhất, có hiệu lực nhất. Nhưng trong những trường hợp không có sự hiện diện của Phật, thì cả thanh văn giới và Bồ Tát giới đều cần có một số nghi thức. Các nghi thức này được quy định tùy theo bản chất của học giới. Loại giới nào chỉ liên hệ đến đạo đức cá nhân, nghĩa là nếu có vi phạm thì sự thiệt hại chỉ xảy ra cho bản thân, thì sự tuyên thệ được thực hiện trong phạm vi của cá nhân, hoặc là tự mình tuyên thệ, hay đối trước một người đã thọ trì học giới ấy. Loại học giới nào liên hệ đến đạo đức tập thể, nếu vi phạm thì làm thiệt hại đến uy tín của tập thể, học giới ấy cần phải đối trước tập thể mà tuyên thệ. Tất cả học giới của Bồ Tát đều gồm cả hai mặt đạo đức cá nhân và tập thể, nhưng bản chất của nó là tâm địa giới, cho nên sự tuyên thệ có thể tự mình hoặc đối diện trước một người đã thọ hay trước tập thể. Môi trường hành đạo của Bồ Tát là ngay giữa lòng xã hội nhân sinh. Nhưng thế giới nhân sinh là tập hợp những cộng đồng vô cùng sai biệt, khác nhau về chủng tộc, khác nhau về đẳng cấp xã hội, khác nhau về nghề nghiệp sinh sống. Vì vậy, hệ thống học giới của Bồ Tát rất phức tạp, không giống như thanh văn. Mặc dầu luật của thanh văn
có phân chia thành nhiều bộ phái khác nhau, nhưng các nguyên tắc thọ giới, nguyên lý trì phạm, tất cả đều có chung một nền tảng. Giới Bồ Tát không phải vậy. Vi phạm với luật phạm võng, Bồ Tát có đến 10 pháp Ba La Di, nhưng với Du Già Sư Địa chỉ có 4. 2. Các truyền bản thọ giới. Căn cứ trên các bản dịch Hán về Bồ Tát giới được lưu truyền cho đến nay, hệ thống học giới của Bồ Tát có thể phân loại thành 3 nhóm do sự khác nhau về các điều khoản Ba La Di. Thứ nhất, luật phạm võng và an lạc. Luật phạm võng được nói là do chính bản thân Đức Lô Giá Na thuyết. Phật Thích Ca kết tập Bồ Tát giới ngay khi vừa mới thành đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng. Luật an lạc không nói đến bản thân Lô Xá Na, nhưng Bồ Tát giới cũng được Đức Thích Ca kết tập tại Bồ Đề Đạo Tràng, tức là giới được kết tập vào thời Hoa Nghiêm. Hệ thống luật này thiết lập 10 pháp Ba La Di của Bồ Tát. Trong 10 Ba La Di, 4 Ba La Di đầu đồng nhất với luật Tỳ Kheo, xu hướng phạm võng an lạc là thiết lập một cộng đồng Bồ Tát xuất gia. Tuy bản chất không phải là tăng đoàn, cộng đồng như vậy ràng buộc các thành viên của nó lại với nhau qua thọ giới và trì giới Bồ Tát. Cùng mỗi nửa tháng, họp một lần để tụng giới, để kiểm thảo tư cách Bồ Tát của mỗi thành viên căn cứ các điều khoản của giới bổn. Thứ hai, luật Du Già. Phát xuất từ Du Già Sư Địa Luận, được nói là do Đức Di Lặc thuyết. Luật Du Già chỉ có 4 Ba La Di. Luật quy định rằng, trước khi thọ Bồ Tát giới, người cầu học giới phải là người đã thọ các giới thanh văn, tức là giới của 7 chúng đệ tử Phật. Xu hướng của Du Già là không lập chúng Bồ Tát thành một cộng đồng riêng biệt ngoài cộng đồng 4 chúng đệ tử. Bồ Tát giới như vậy là phần hướng thượng phát triển lên từ giới thanh văn. Thứ ba, luật Ưu Bà Tắc giới kinh. Luật quy định có 6 Ba La Di của Bồ Tát. Trong đó 5 điều khoản đầu là 5 giới của tại gia. Phổ thông Phật tử tại gia hành đạo theo tính cách cá nhân. Thỉnh thoảng ngay trong thời Phật cũng có cư sĩ tổ chức thành một nhóm để cùng khích lệ nhau tu tập, như nhóm thủ trưởng giả. Họ vẫn giữ 5 giới tại gia, nhưng ràng buộc nhau bằng 4 nhiếp sự. Nay luật Ưu Bà Tắc giới kinh nâng 5 giới vốn có bản chất đạo đức cá nhân thành các điều khoản của cộng đồng. Đó là một cộng đồng sinh hoạt hoàn toàn theo thế tục, nhưng ngay trong sinh hoạt thế tục, các thành viên của nó thực hiện Bồ Tát Đạo. Ưu Bà Tắc giới kinh nói, giới này có khả năng làm căn bản cho Sa Di Thập giới, Đại Tỳ Kheo giới và Bồ Tát giới, cho đến A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Có 2 điểm đặc biệt mà luật Ưu Bà Tắc giới kinh khác với các luật khác. Thứ nhất, luật này không hỏi người đã phát Bồ Đề tâm chưa trước khi truyền giới. Hai, hỏi giá nạn mà các luật khác đều không có. Giá nạn là các điều kiện được nêu lên để xác nhận tư cách của người thọ giới. Nếu không thỏa mãn, không được phép thọ. Rõ ràng, Ưu Bà Tắc giới kinh muốn lập riêng một chúng tại gia, do đó quy định các tiêu chuẩn chọn lựa thành viên của nó. Nói tóm lại, thọ giới không chỉ có nghĩa phát nguyện thọ trì 5 điều hay 10 điều luật mà Phật đã thiết chế. Thọ giới đó là sự tuyên thệ gia nhập cộng đồng, chấp nhận nghĩa vụ một thành viên của cộng đồng để phục vụ cho lý tưởng của cộng đồng mà mình chấp nhận.
Với ý nghĩa này, việc thọ giới rất quan trọng đối với Bồ Tát, bởi vì Bồ Tát đạo không chỉ là lý tưởng hay nguyện của một cá nhân mà còn là con đường phụng sự cho tập thể. Trong ý nghĩa đó, việc thọ giới đối với Thắng Mang Phu Nhân cũng không chỉ là phát nguyện của một cá nhân. Tuy rằng trong lịch sử truyền thừa hệ thống Bồ Tát giới theo Thắng Mang không được phổ biến, nhưng không phải vì vậy mà không có. Hạn chế đó là tất yếu của lịch sử phát triển xã hội. Trong giai đoạn mà vai trò xã hội của người nữ chưa được thừa nhận, thì sự hình thành một cộng đồng Bồ Tát gồm các thành viên nữ để phụng sự theo chức năng thiên bẩm của mình là điều mà khó có thể chấp nhận được. Cho nên trong hàng Thanh Văn xuất gia có cộng đồng nữ là tỳ kheo, ni, tăng. Nhưng trong hàng Bồ Tát không có cộng đồng Bồ Tát ni riêng biệt. Luật Phạm Võng không đề cập đến nghi thức thọ giới mà chỉ nói đến trường hợp đắc giới. Nếu thọ giới của Phật thì hoặc quốc vương, vương tử, bách quan, tể tướng, tỳ kheo ni, 18 phạm thiên, lục dục thiên tử, thứ dân, huỳnh môn, dâm nam, dâm nữ, nô tỳ, tám bộ quỷ thần, kim cang thần, súc sinh cho đến loài người biến hóa, hễ hiểu được tiếng nói của pháp sư là được thọ giới, đều được gọi là bậc đệ nhất thanh tịnh. Lục Anh Lạc nói đến ba trường hợp thọ giới khác nhau. Đối diện trước Phật hay Bồ Tát mà tuyên thệ thì được giới thượng phẩm chân thật. Sau khi Phật hay Bồ Tát đã diệt độ, trong khoảng 1.000 dặm có pháp sư đã thọ Bồ Tát giới rồi mà thỉnh vị ấy truyền giới cho, đó là giới trung phẩm. Hoặc trong trường hợp sau khi Phật và Bồ Tát đã diệt và mà trong vòng 1.000 dặm cũng không có một vị pháp sư, thì có thể đối trước tượng Phật và Bồ Tát mà tự mình phát nguyện thọ giới, đó là giới hạ phẩm. Luật cũng nói rằng trong vòng lục thân quyến thuộc đều có thể làm pháp sư truyền giới cho nhau. Ngoài hai bộ luật nói trên, cũng nên nói thêm nghi thức thọ giới Bồ Tát. Theo luận Du Già mà Ngài Huyền Tráng đã dẫn thành bộ Bồ Tát giới Yết Ma Văn. Thưa tất cả quý đại chúng, chúng ta đã đọc xong chương thứ thứ hai, thứ ba, và chương thứ tư này thì hơi dài. Chúng ta đã đọc được 47 phút. Hy vọng là với bấy nhiêu đó, gần 1 tiếng, 48 phút. Nếu mà đại chúng muốn nghe lại để cho hiểu thì chúng ta có thể nghe lại. Và chương thứ tư á, là Bồ Tát nguyện, nói về cái sở nguyện của Bồ Tát. Ồ, chương này cũng ngắn thôi, chúng ta đọc đi cho hết 1 tiếng nhé. Mà quý vị xin lắng nghe thêm. Chương thứ tư Bồ Tát nguyện. Tiết thứ nhất, hạnh nguyện của Bồ Tát. Một, ý nghĩa Bồ Tát nguyện. Bồ đề tâm, Bồ Tát hạnh và Bồ Tát nguyện, đó là ba yếu tố quyết định đưa đến Phật thừa. Trên kia với chương thứ nhất tán thán những cái phẩm tính siêu việt của Như Lai, Thắng Mang Phu Nhân đã phát khởi tâm nguyện Bồ đề, cầu mong cái quả vị giác ngộ vì lợi ích không chỉ cho riêng mình mà vì lợi ích cho tất cả. Rồi ở chương 2, Phu Nhân lại đề ra những cái hành vi đạo đức thực tiễn của Bồ Tát bằng 10 đại thọ. Nhưng như luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa nói, phát nguyện cầu Phật đạo nặng nhọc hơn cả việc nâng đỡ 3.000 đại thiên thế giới. Chỉ có thể thành tựu mục tiêu tối thượng ấy bằng ý chí kim cang bất khoại. Ý chí ấy được gọi là nguyện, là thể nguyện hay là quyết tâm. Cho nên sau khi phát Bồ đề tâm, khởi Bồ Tát hạnh, chương này sẽ nói đến cái thể nguyện vĩ đại của Bồ Tát. Hoa Nghiêm Thám Huyền Ký phân tích có bốn loại nguyện của Bồ Tát. Thứ nhất là thệ nguyện.
tức là ước hẹn thời gian trước khi hành động. Thứ hai là hành nguyện, gồm hai trường hợp. A. Cùng phát khởi một lần với hành động. B. Đối sự mà phát nguyện với chủ đích là giữ vững cái tâm trí không để gián đoạn và tán loạn. 3. Nguyện sau hành, tức là bằng cái hành động mà hướng ước nguyện của mình đến Bồ Đề Đạo. Thứ tư là tự thể vô ngại nguyện, tức đại nguyện cứu cánh đồng với biển pháp tánh, thông dong và thành tựu tất cả sự nghiệp. Bốn loại nguyện này trải suốt con đường hành đạo từ khi mới phát tâm cho đến khi đạt địa vị không thối chuyển. Nhóm nguyện thứ nhất, như trường hợp thiện tài đồng tử sau khi được Văn Thù giảng dạy, phát tâm hướng thượng, mong cầu học hỏi đầy đủ Phật Pháp và giác ngộ rốt ráo. Nhóm hạnh nguyện thứ hai là những lời nguyện trong lúc hành động, như được nói ở trong phẩm Tịnh Hạnh của Kinh Hoa Nghiêm. Theo đó, mỗi hành vi của mình đều mang các ước nguyện hướng đến sự an lạc của chúng sanh. Thí dụ khi trải giường chiếu thì nguyện như vậy: khi trải giường chiếu, nguyện cho chúng sanh trải bằng thiện pháp, thấy chân thật tướng. Hoặc khi cất bước ra đường thì nguyện rằng: cất bước ra đường, nguyện cho chúng sanh bước lên lối Phật, vào vô y xứ. Hoặc khi ngủ nghỉ thì nguyện rằng: vào lúc ngủ nghỉ, nguyện cho chúng sanh thân được an ổn, tâm không loạn động. Những lời nguyện như vậy có mục đích làm cho tâm niệm của chúng ta không hề rời bỏ chúng sanh trong mọi cái hành vi cử chỉ của mình. Không hề rời bỏ chúng sanh trong mọi hành vi cử chỉ của mình, và do đó không hề sao lãng cái chí nguyện đại thừa của mình. Nhóm nguyện thứ hai cũng nói là sự hồi hướng. Nhóm nguyện thứ tư là hành nguyện hay quyết tâm hành động của Phổ Hiền. Ba đại nguyện của Thắng Mang Phu Nhân như là kết quả của hành động, bởi nguồn 10 đại thọ nên có thể liệt vào nhóm thứ ba. Tuy nhiên, bản chất và nội dung của các đại nguyện này cũng bao trùm cả bốn nhóm nguyện vừa kể. Chúng ta sẽ nói thêm ở đoạn sau. Ở đây, chúng ta đưa ra một số nguyện thuộc nhóm thứ tư và một số nguyện có tính chất tổng quát. Nhóm nguyện thứ tư trong bản liệt kê của Hoa Nghiêm, Kinh Thám Huyền Ký, trên đây thực sự là nguyện lực bất khả tư nghị của Bồ Tát trên hàng Pháp Thân Đại Sĩ, nghĩa là đã trải qua một thời gian dài tu tập, thấy rõ bản chất của thế gian, thấy biết sâu xa Phật Pháp. Đặc sắc của nguyện lực này như là được diễn tả ở trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Nhập Pháp Giới. Qua lời Bồ Tát Di Lặc tán dương thiện tài đồng tử, sau khi trải qua 51 nơi học hỏi đạo lý trên quá trình tu chứng của Đại Thừa, bây giờ thiện tài đồng tử đã hoàn toàn an trụ vững chắc ở trong chí nguyện Đại Thừa, ước nguyện và hành vi cả hai không còn cách biệt. Cho nên lời tán dương của Bồ Tát Di Lặc nói: với những kẻ trôi nổi trong bốn dòng nước xoáy, con người, người chân thật này muốn làm con thuyền đại pháp đưa chúng sanh vượt qua đại dương. Với những kẻ chìm ngập ở trong bùn lầy của kiến chấp, người này muốn làm cái chiếc cầu đại pháp. Với những kẻ tối tâm ngu dốt, người này là ngọn đèn đại trí. Với những người lạc lối trong sa mạc sanh tử, người này muốn làm kẻ chỉ bày cái lối đi của bậc thánh. Thiện tài sau khi nghe những lời tán thán ấy, hoan hỷ phấn khởi, chắp tay cung kính hướng về Bồ Tát Di Lặc. Bất giác nhìn lại hai bàn tay của mình, thấy đầy những hoa thơm đang nở rộ. Hai La Mã, 10 nguyện sơ phát tâm.
Nhóm nguyện được nói có tính chất tổng quát, đặc trưng chí hướng của Bồ Tát Đạo là 10 nguyện được nhắc đến ở trong Du Già. Xét về bản chất thì thấy chúng có tính cách tổng quát, nghĩa là bao hàm từ những vị mới phát tâm mong cầu Phật Đạo cho đến những hàng Đại Bồ Tát. Nhưng trong quá trình tiến bộ của Bồ Tát, chúng được liệt kê trong bảng những đức tính của Bồ Tát sắp sửa bước vào sơ địa, tức bắt đầu dự vào hàng thánh giả của Đại Thừa, vượt lên các hạng phàm phu. Nói là được nhắc đến trong Du Già, nhưng xuất xứ chính xác phải nói từ phẩm thập địa của Kinh Hoa Nghiêm. Dưới đây sẽ lược dẫn theo trình bày của Kinh Hoa Nghiêm 10 nguyện này như sau. Thứ nhất, nguyện cúng dường Phật. Bồ Tát quyết định như vậy bằng tất cả mọi vật dụng cúng dường, cung kính cúng dường hết thảy chư Phật. Giải thích của thập trụ nói, kể từ khi vừa mới phát tâm cho đến lúc thành tựu Đại Bồ Đề, trong khoảng trung gian đó cúng dường tôn trọng bằng pháp tiểu thừa mà giáo hóa chúng sanh gọi là cung dưỡng, tức là cho. Bằng pháp bích chi Phật mà giáo hóa chúng sanh gọi là phụng cấp, tức là cấp dưỡng. Bằng pháp đại thừa mà giáo hóa chúng sanh gọi là cung kính. Nói tóm lại, cúng dường chư Phật bằng sự giáo hóa được đề cao nhất. Thứ hai, nguyện thọ trì chánh pháp. Nguyện tiếp thọ pháp luân của hết thảy chư Phật. Nguyện nhiếp thọ Bồ Tát của hết thảy chư Phật. Nguyện thủ hộ giáo pháp của hết thảy chư Phật. Nguyện duy trì pháp của hết thảy chư Phật. Nhiếp thọ tức thệ nguyện học hỏi để thấu suốt. Hộ trì là sẵn sàng xả bỏ thân mạng cho sự tồn tại của chánh pháp vì lợi ích cho tất cả. Thứ ba, nguyện nhiếp pháp thượng thủ. Nguyện trong tất cả thế gian, nơi nào có Phật xuất hiện, từ đâu xuất thác sanh, nhập thai, trụ thai, sơ sanh, xuất gia, thành đạo, thuyết pháp, thị hiển niết bàn, tôi thảy đều đi đến đó, thân cận cúng dường, làm bậc thượng thủ trong đại chúng. Thọ hành chánh pháp vận chuyển khắp trong mọi thời, khắp trong mọi xứ. Nguyện này có hai phần, nhiếp thọ Phật pháp và làm thượng thủ trong đại chúng. Nghĩa là ước nguyện có thể thay thế Phật mà vận chuyển pháp luân. Nói cách khác, đây là thệ nguyện đảm trách công việc tuyên giáo cho bất cứ vị Phật nào xuất hiện ở trong thế gian. Thứ tư, tăng trưởng chúng sanh tâm hành. Nguyện rằng tất cả Bồ Tát hạnh quảng đại vô lượng, không có hoại không tạp, nhiếp các ba la mật, tịnh trì các địa, tổng tướng, biệt tướng, dị tướng, hành tướng, hoại tướng, tất cả Bồ Tát hạnh ấy tôi đều giảng thuyết như thật, giáo hóa tất cả, khiến cho tiếp thọ và hành trì tâm được tăng trưởng. Trong nguyện này mong rằng bằng các phương tiện đúng với chân tánh của sự vật, khuyến khích và làm tăng trưởng tâm hành của chúng sanh, nghĩa là nâng cao trình độ tâm linh để hướng dẫn bước vào Phật Đạo. Nguyện này cũng được gọi là tri chúng sanh tâm. Ước nguyện biết rõ căn tánh của mỗi chúng sanh để thích hợp trong sự giáo hóa và tăng trưởng. Nhiếp luận thích gọi là tu hành nguyện. Thứ năm, giáo hóa chúng sanh, nguyện rằng tất cả chúng sanh giới, sắc hay vô sắc, tưởng hay vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, loài sanh bằng trứng, bằng thai, bằng ẩm thấp, bằng biến hóa, hệ thuộc ba cõi, ở trong sáu thú, tất cả sinh xứ được thâu nhiếp trong danh và sắc, các chủng loại như vậy vân vân, tôi đều giáo hóa đưa vào Phật Đạo để vĩnh viễn đoạn trừ tất cả cõi thú của thế gian cho được an lạc trong nhất thiết đạo.
Nguyện thứ nhất, tu tập để phát triển tín tâm bằng sự cúng dường gần gũi. Nguyện thứ hai, học hỏi vô biên Phật Pháp. Hai nguyện này hướng đến sự thành tựu của bản thân. Nguyện thứ ba, làm thượng thủ trong giáo hội. Nguyện thứ tư, hỗ trợ phát triển, nâng cao đạo tâm cho những người đồng học hay đã có tín tâm. Nguyện thứ năm là đưa người từ nơi chưa có tín tâm vào những con đường nhất thiết trí. Do đó, nguyện này cũng được gọi là thành tựu chúng sanh. Thứ sáu, nguyện biết rõ thế giới. Nguyện rằng, hết thảy thế giới quảng đại vô lượng, thô hay tế, loạn hay trụ, hay đảo trụ, hay chánh trụ, hoặc đến hoặc đi, sai biệt như là màn lưới đế thanh minh châu. Mười phương vô lượng, đủ loại bất đồng, tôi được thấy rõ bằng trí, hiện tiền thấu biết. Nguyện này cũng được gọi là thừa sự, thừa hành Phật sự hay phụng sự Phật Pháp, bởi vì ước nguyện thấy biết hiểu rõ thế gian, thấu suốt bản chất chân thật của chúng, không bị trở ngại trong bất cứ hành động nào của mình, như vậy mà có thể phụng sự được toàn vẹn. Thứ bảy, nguyện tịnh Phật quốc độ. Nguyện rằng hết thảy quốc độ nhập vào một quốc độ, một quốc độ nhập vào hết thảy quốc độ, vô lượng cõi Phật, tất cả tôi đều làm cho thanh tịnh, làm rực sáng bằng các vật dụng để trang nghiêm, xa lìa hết thảy ô nhiễm, thành tựu đạo thanh tịnh. Vô lượng chúng sanh có trí tuệ sung mãn ở trong đó, tất cả đều vào cảnh giới bao la của chư Phật. Tùy theo tâm chúng sanh mà thị hiện, khiến cho hết thảy đều hoan hỷ. Đây là ước nguyện làm cho tất cả mọi thế gian đều trở thành tịnh độ, không có những khốn khổ vật chất, không có những hệ lụy phiền não. Thứ tám, nguyện đồng tâm hành. Nguyện rằng cùng với tất cả Bồ Tát đồng một chí hướng và hành động, không thù oán, không ganh tị, tích tụ các thiện căn. Với tất cả Bồ Tát cùng một duyên bình đẳng, thường cùng hội họp không rời bỏ nhau. Tùy ý có thể hóa hiện đủ các Phật thân, tùy tâm có thể biết cảnh giới uy lực, trí của hết thảy Như Lai, được bất thối như ý thần thông, du hành tất cả thế giới, hiện hình trong tất cả hội chúng, vào khắp tất cả chỗ thọ sanh, thành tựu bất tư nghì, đại thừa, tu Bồ Tát hạnh. Đây là ước nguyện luôn luôn gần gũi thiện tri thức. Gần gũi thiện tri thức là nhân tố chính yếu của Bồ Tát Đạo, vì sự giác ngộ được thành tựu ngay ở giữa thế gian khốn nạn của chúng sinh. Cho nên Bồ Tát ước mong với ý chí sắt đá có thể đến bất cứ nơi nào để học hỏi và giáo hóa. Thứ 9, nguyện ba nghiệp không cùng tận. Nguyện nương theo bánh xe, không có thối lui, thực hành Bồ Tát hạnh. Các hành vi của thân, ngữ và ý đều không là những hành vi suông. Nếu chúng sinh nào chợt gặp tôi, mong cho quyết định Phật Pháp, bất chợt nghe tiếng nói của tôi, liền được trí tuệ như thật, tịnh tín vừa sinh, tức thì vĩnh viễn đoạn trừ phiền não, được thân hình như gốc cây đại dược vương, được thân hình như như ý bảo, tu hành tất cả Bồ Tát hạnh. Đây là thệ nguyện nỗ lực thực hành cho kỳ được tất cả Bồ Tát hạnh trong bất cứ trường hợp nào. Thứ 10, nguyện thành Bồ Đề. Nguyện ở trong tất cả thế gian mà thành tựu giác ngộ tối thượng, không rời khỏi khoảng bằng đầu ngọn lông xíu, mà thị hiện khắp tất cả mọi nơi, dù nhỏ bằng đầu lông xíu. Sơ sanh, xuất gia, bước đến đạo tràng, thành chánh giác, chuyển pháp luân, nhập niết bàn, chứng đắc cảnh giới Phật. Năng lực đại trí tuệ ở trong mỗi một niệm, tùy tâm của tất cả chúng sanh mà thị hiện thành Phật.
khiến cho được tịch diệt bằng một niệm chánh giác mà biết tất cả pháp giới tức niết bàn tướng, bằng một âm thanh mà thuyết pháp khiến cho tất cả chúng sanh đều sanh tâm hoan hỷ, thị hiện nhập đại niết bàn mà không đoạn tuyệt Bồ Tát hạnh, chỉ bày mặt đất đại trí tuệ, đặt vững tất cả pháp bằng pháp trí thông, tức là thần thông, huyễn thông, tự tại biến hóa sung mãn tất cả pháp giới. Đây là ước nguyện tối thượng và cùng đích của Bồ Tát. Đến đây, chúng ta sẽ so sánh 10 đại nguyện trên với 3 đại nguyện của Thắng Mang Phu Nhân. Tiết thứ 2, 3 đại nguyện. 1. Yếu tính 3 đại nguyện. Chương này cũng có tên theo chữ Hán là Nhất Thiết Nguyện Nhiếp Đại Nguyện. Về cú pháp, như giải thích của Tuệ Viễn, đây là đặt câu theo cách ngoại quốc, tức theo văn pháp của tiếng Phạn. Nếu đặt theo Hán văn, phải nói như vậy: đại nguyện nhiếp nhất thiết nguyện, nghĩa là cái đại nguyện thâu tóm bao quát tất cả nguyện. Nguyện được chia làm ba, nhưng căn bản chỉ có một. Căn bản đó là chánh pháp. Nói rõ hơn, đó là chánh lý của Đại Thừa. Chánh lý ấy được Phu Nhân trình bày một cách hệ thống suốt từ chương 5 đến chương 13. Nguyện lực được chia làm 3 phương diện. Theo quan điểm của Bảo Khốt của các tạng, ấy là tương đương với 3 tụ tịnh giới của Bồ Tát, nghĩa là nguyện tương ứng với hành. Nguyện thứ nhất nói, đời đời thọ sanh đều được chánh pháp trí. Đó là nguyện tự hành, tương ứng với nhiếp luật nghi giới. Nguyện thứ hai nói, sau khi đã thành tựu chánh pháp trí, bằng tâm không có mệt mỏi, sẽ giảng thuyết cho tất cả chúng sanh. Đây là nguyện ngoại hóa, tương ứng với nhiếp chúng sanh giới. Nguyện thứ ba nói, đối với sự nhiếp thọ chánh pháp, sẽ xả bỏ thân mạng và tài sản để hộ trì chánh pháp. Đây là nguyện hộ pháp, thành tựu nhiếp thiện pháp giới. 2. Nội dung 3 đại nguyện. 1. Nguyện chánh pháp trí. Được định nghĩa theo nghĩa ký của Tuệ Viễn, đó là chứng như thật tuệ, tức trí tuệ thấy rõ bản tánh của các pháp. Định nghĩa của nghĩa sớ của Thánh Đức đó là thường trụ trí, tức trí tuệ, bản hữu không bị chi phối bởi mọi sinh thành hay hội diệt của hiện tượng giới. Nói một cách tổng quát, nguyện chánh pháp trí ở đây là ước nguyện học hỏi tất cả Phật Pháp, tính cách hoằng đại vô biên của Phật Pháp, như được Hải Văn Tỳ Kheo mô tả cho Thiện Tài Đồng Tử. Chỉ một câu trong một ý nghĩa, giữa vô biên ý nghĩa của một pháp môn, trong vô số vô lượng pháp môn, chỉ một câu ấy mà dùng vô lượng mực nhiều bằng biển cả, với ngọn bút bằng ngọn núi Chúa Tu Di, viết cho đến mực khô bút cùng mà vẫn không diễn tả thấu suốt được. Bởi vì chúng sanh giới vốn vô tận, thế gian tính vô tận, hư không giới vô tận, pháp giới vô tận, niết bàn giới vô tận, Phật xuất hiện giới vô tận, Như Lai trí giới, tâm sở duyên giới vô tận, cảnh giới sở nhập của Phật trí vô tận, giới tính vận chuyển thế gian, vận chuyển pháp, vận chuyển trí vô tận. Với 10 cái tánh vô tận ấy, Phật Pháp cũng vô tận, và do đó thệ nguyện cũng vô tận. Đối chiếu với 10 nguyện đã nói ở trên, nguyện tự thành này của Thắng Mang Phu Nhân bao hàm các nguyện như sau: nguyện cúng dường, nguyện biết thế giới, nguyện ba nghiệp không cùng tận. Bởi vì
trên phương diện tự hành. Sự thân cận cung kính cúng dường Phật là để xác lập vững chắc tín tâm đối với mục đích tối thượng và quyết định là phải thành tựu, đó là tu tập bằng tín. Và lại nữa, bởi vì thế gian tín cũng chính là giới tín của Phật Pháp, cho nên ước nguyện hiểu biết thấu triệt tất cả thế giới tánh cũng chính là ước nguyện vào sâu trong biển Phật Pháp, đó là tu tập bằng trí. Mọi hành vi cử chỉ trong mọi môi trường sinh hoạt đều hướng tới một mục đích tối thượng duy nhất, đó là tu tập bằng hành động thực tiễn. Như vậy, tự hành đạt đến thành tựu trọn vẹn ba phương diện của một nhân cách, tình cảm, trí tuệ và ý chí, tất cả sự thành tựu ấy cùng hướng đến một cứu cánh cao tột, thành Bồ Đề trong nguyện thứ 10. 2. Nguyện thuyết trí. Nếu chánh pháp trí được hiểu chính xác là như thật trí, thì nguyện thứ hai này hướng đến thành tựu phương tiện trí. Nó bao gồm các nguyện sau đây trong bảng liệt kê 10 nguyện: 3. Nhiếp pháp thủ, 4. Tăng trưởng chúng sanh tâm hành, 5. Giáo hóa chúng sanh, 6. Đồng tâm hành. 3. Nguyện hộ pháp. Trong nguyện văn nói, đối với nhiếp thọ chánh pháp, con sẽ xả bỏ thân mạng tài sản để hộ trì chánh pháp. Bảo khốt của các tạng đưa ra giải thích của các giảng sư đi trước và không đồng ý giải thích ấy. Theo giải thích ấy, không phải xả bỏ thân mạng tài sản để bố thí, mà là chứng thật trí, lìa hư tướng, đạt được thanh tịnh pháp thân, xả bỏ thân mạng tài sản thuộc vô thường giới. Giải thích này được nói là căn cứ vào kinh Niết Bàn. Theo đó, phá hoại tất cả kết sử của phiền não và các ma tính, sau đó mới xả bỏ thân mạng cho Niết Bàn. Nghĩa ký của Tuệ Viễn theo lập trường của giải thích này: Bảo Khốt cho rằng căn cứ trên chính văn bản đây thật sự là nguyện hộ pháp, xả bỏ thân mạng tài sản để hoằng thông chính lý đại thừa. Nguyện này gồm hai nguyện còn lại của 10 nguyện: 2. Thọ trì chánh pháp và 7. Tịnh Phật quốc độ. Như đã thấy ở trên, thọ trì chánh pháp tức là hộ trì chánh pháp. Nhưng tịnh Phật quốc độ ở đây mà được liệt kê vào nguyện hộ pháp, đó là muốn nêu rõ tương quan giữa sự tồn tại và hiện hành của chánh pháp với sự an lạc và lợi ích của thế gian. Hộ trì chánh pháp cũng chính là hộ trì thế gian. Thưa tất cả đại chúng, chúng ta đã đọc xong chương thứ 3 và chương thứ 4 của Thắng Mang giảng luận của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Chúng ta tạm thời dừng lại ở đây. Chúng ta đã đọc được 1 tiếng 13 phút thưa quý vị. Cầu mong cho tất cả quý vị sống ở trong cuộc đời luôn luôn giữ tâm của mình thăng tiến, vững chãi, thảnh thơi. Cuộc đời có bao nhiêu sóng gió cũng đều xuất phát từ nơi thân miệng ý của mình, của người tương tác mà sinh ra. Chúng ta không thể sống một mình mà chúng ta phải ở với thế gian, phải tương tác với thế gian. Cho nên khi chúng ta tương tác với ai, hãy đem cái năng lượng lành của tâm mình, của ý nghĩ mình, của miệng của mình, của hành động của mình để chúng ta tương tác. Và nhớ là tương tác với năng lượng lành. Không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Cầu mong cho quý vị có một đêm ngủ được yên bình, thảnh thơi, sáng mai dạy công phu và thực tập mà thiền quán, thiền định, đọc kinh, đọc sách trong những ngày mà quý vị nghỉ ở nhà. Cầu chúc cho đại chúng luôn an lành và thanh thản trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.